Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến các bạn một phần mềm để tạo ổ đĩa quang ảo trên máy tính. Chắc hẳn có nhiều bạn đã từng gặp tình huống không biết xử lý như nào khi file hoặc bộ cài đặt chúng ta cần đào về có định dạng CCD, DVD, ISO, IMG, v.v. Để đọc những file này, chúng ta phải có ổ quang ảo. Trong phần hôm nay, chúng tôi xin được ví dụ bằng đĩa game Ork Must Die có định dạng .iso. Phần mềm chúng ta sử dụng trong phần giới thiệu hôm nay là phần mềm có tên Vitual Clone Drive. Đây là một phần mềm miễn phí của hãng SlideShop. Để download về, các bạn có thể mở trình duyệt ra. Trên ô tìm kiếm, các bạn gõ Vitual Clone Drive. Ngay kết quả tìm kiếm đầu tiên, các bạn có thể thấy trang web của chính hãng SlideShop. Tại website của hãng, các bạn click vào download. Ở dưới biểu tượng hình con cừu, tại bảng hiện ra, các bạn thấy có khá nhiều phần mềm có thể download. Tuy nhiên, chúng ta download phần mềm chúng ta cần có tên Vitual Clone Drive. Đây là một phần mềm miễn phí, có chú thích freeware ở cuối. Sau khi download hoàn thành, chúng ta khởi chạy bộ cài đặt. Bảng hiện ra thông báo về các điều khoản của hãng SlideShop. Chúng ta nhấn Agree để bắt đầu cài đặt. Ở cửa sổ tiếp theo hiện ra là các lựa chọn về các định dạng file sẽ được hỗ trợ bởi phần mềm này. Các bạn có thể thấy rất nhiều định dạng CCD, DVD. Tại đây các bạn có thể để mặc định hoặc chọn tất các định dạng file còn lại. Tiếp theo các bạn nhấn Next, nhấn Install. Trong quá trình cài đặt, phần mềm sẽ phải cài đặt driver để giả lập một phần cứng mới được lắp thêm vào máy tính của chúng ta. Để tiếp tục, chúng ta nhấn Install. Sau khi cài đặt xong, chúng ta nhấn Close. Ở ngay dưới thanh Start phía bên đồng hồ, chúng ta đã có thể thấy biểu tượng của phần mềm. Để mở phần mềm xem các thiết lập, chúng ta click đúp vào đó. Như các bạn thấy trên màn hình, hiện giờ số lượng ổ ảo của phần mềm tạo ra đang là 1. Sau khi mở My Computer, các bạn có thể thấy ngoài ổ quang của ta đã có thêm một ổ quang nữa. Đây chính là ổ ảo của phần mềm tạo ra. Tùy theo nhu cầu sử dụng của mình, các bạn có thể tăng giảm số ổ ảo. Trên bảng Number of Driver, các bạn chọn số ổ ảo các bạn cần sử dụng. Như các bạn thấy, phần mềm hỗ trợ đến 15 ổ ảo. Tại đây, ví dụ tôi chọn 3 ổ ảo. Sau khi mở lại My Computer, các bạn thấy chúng ta đã có 3 ổ ảo. Để đưa đĩa game hoặc đĩa phần mềm chúng ta muốn dùng vào ổ ảo, các bạn mở thư mục chứa file ra. Sau đó các bạn click chuột phải vào file. Chúng ta sẽ thấy một dòng là mount. Các bạn chọn ổ mà các bạn muốn cho đĩa ảo vào. Như vậy là việc tạo ổ ảo và việc đọc file ISO hoặc các định dạng khác mà phần mềm hỗ trợ đã hoàn thành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.